Thôi chị Thơ ăn thử ở nhà em nấu ngon. Ok, trời ơi, nghe cái mùi là thấy hấp dẫn rồi. Nãy giờ đang thèm cái chả cá này nha. Đó, đúng rồi. Chả cá không? Cô đúng vị ha. Chả cá ngon. Đúng rồi, ở Việt Nam đem qua có khó. Trời ơi, ngon quá. Nước ngon á. Cái này là dâu em nấu chứ em không biết chưa biết nấu món này đâu nha. Tại vì cái món này là món Đà Nẵng. Em mà chỉ biết nấu bún riêu bình thường thôi. Ủa thường thường rồi hai mẹ con có hay ở nhà nấu ăn không? Thường không? Cũng có thì thỉnh thoảng mà thường thường là làm buổi tối. Ngày đi là tối thì hay về làm đồ ăn cái món này món kia cái là mời mẹ thử. Ví dụ mẹ thích cái gì á thì mẹ kêu ở pha ăn hay nấu đó đi. Hoặc là thứ bảy chủ nhật á chị hai về chơi sẽ làm bò bít tết ăn. Coi như là khi mà chị đi làm thì con dâu ở nhà làm đồ ăn chờ mẹ về. Còn khi mà mẹ ở nhà thì hai mẹ con cùng làm đồ ăn luôn. Dạ, hai mẹ con thích nấu đồ ăn lắm. Trời ơi, vậy quá hạnh phúc rồi. Rồi còn có khi nào là chồng phụ vô nấu ăn với lại mẹ không? Chồng dạ. Là dọn dẹp. Dạ, là vợ nấu, chồng rửa chén. Wow, vậy hả? Đúng rồi, phải vậy rồi. Bây giờ coi như là thay đồ đẹp đẽ rồi ha, giống mùa xuân y chang vậy. Thì trong 2 năm làm dâu thì có khi nào mình nhớ tới mẹ ruột của mình? Dạ có, nhớ mẹ tại vì bữa nay ở một mình cũng kiểu thiếu tình thương gia đình đó chị. Nhưng mà may là về nhà chồng cũng có anh chị, rồi có ba mẹ, cũng cảm giác như là gia đình của mình. Gia đình thứ hai của mình. Dạ. Tại vì mình sống mình quan niệm mình không có nghĩ là dâu gì hết trơn, nghĩ là nó con gái nó về nhà mình thì mình thương nó như con gái mình. Như vậy nó còn nhỏ đó thì có những cái chuyện gì á thì mình chỉ mình biểu nó này kia thì nó đúng ra nó cũng ngoan, nó cũng nghe lời, thành ra rồi cái gì mình cảm thấy dung hòa được thì mình dung hòa, mình cảm thấy nó thoải mái. Chứ ở Mỹ này chị biết rồi, nó rất là cô đơn, nó rất là ít người, thành ra mình cảm thấy cái gì mình thương được thì mình cứ thương thôi. Qua những lời mà chia sẻ của nó tự nhiên em cũng rất là cảm động. Rồi hai mẹ con có những cái kỷ niệm gì đáng nhớ không? Là hồi trước là lúc mà chị em chưa có về nhà chồng á, là em ở cách đây cũng 30 phút là đi học trên đó. Chồng là đi làm ở dưới khu người Việt, lúc đó anh còn làm dưới khu người Việt, là anh đi làm với mẹ ở dưới đó. Là ngày nào anh cũng chở mẹ xong rồi đi ngang qua nhà em luôn, chở em luôn. Lúc thì đi ăn đi uống, còn lúc thì về đây chơi với gia đình. Nên là hai mẹ con lúc đó là cũng có thời gian gắn bó nhiều, hay nói chuyện. Không, có lúc em biết hai đứa nó, con bé này thì nó đi học trẻ mà đi chơi thì cái anh này á thì chắc cũng ghen hay gì cũng không ấy, nó giận hờn, nó không chở, bữa nay không chở cái pha về chơi, cái nó con ghé chở cho mẹ, ghé chở cái pha về cho mẹ. Một hai là bắt phải ghé chở bé. Dạ em chào cô Cang Thơ. Em là con dâu đúng không? Dạ. Trời xinh quá. Xíu mà mẹ đâu ở trong hả? Dạ mẹ đang ở trong. Mẹ đang nấu ăn. À chị Xuân đúng không? Phải. Trời đang chị đang làm bếp hả? Em đang nấu bún riêu. Trời giỏi dữ ta, không biết mình có được ăn không ta? Được chứ, khách tới nhà là có được ăn rồi chị. Trời ơi. Ủa chị nấu hồi nào lâu chưa? Dạ nấu nãy giờ. Trời con dâu gì mà nhỏ xíu vậy? Dạ, đó đạo diễn em nấu á. Vậy hả? Dạ giỏi lắm đó, đi mua chợ, mua đồ này kia, mua cua đồng, mua này mua kia vậy. Trời ơi hay vậy ta. Dạ. Quá căn nhà này nay, cũng... nay nói để mẹ, để con nấu bún riêu cho mẹ ăn đấy. Trong khi chị chờ đợi em nấu bún riêu, em đãi cả nhà ăn ha. Chị tham quan nhà em thử, em mới qua Mỹ mà em có nhà gì kia được không? Ok rồi, trời ơi. Cái gì chứ tham quan nhà là tôi khoái à. Nhà này là bao nhiêu tầng ha chị? Dạ, có một tầng rồi chị. Nhà này dễ thương ghê. Ủa mình qua Mỹ làm được bao lâu rồi? Qua Mỹ năm nay là 4 năm chị. 4 năm hả? Dạ. Rồi nhà này mình mua lâu chưa? Mua năm nay là năm thứ 3. Wow, vậy mới qua Mỹ 1 năm là mình mua nhà rồi hả? Dạ. Trời ơi, giỏi dữ vậy hả? Nhà mình ở được bao nhiêu người? 6 người chị. Ồ, 6 người. Tại có hai đứa em ở Đầm Neo á. Dạ. Ở chung. Wow. À, gia đình thì 4 người. Cũng vui ha. Bây giờ đi lên lầu ha.
là dễ thương chứ. Ba phòng ha. Đây ba phòng. Phòng này của chủ nhân của nhà. Ồ, của chủ nhà hả? Ồ, có toilet ở trong luôn ha. Của chị, phòng của chị đúng không? Sướng ta. Tiền quá ha. Rồi. À đây hai phòng là kế bên nhau. Có cần phụ gì không vậy chị? Chị nó đứng nói chuyện với tụi em thì vui rồi. Chả cá nhìn ngon quá ta. Dạ. Mình mua ở đây ha, mình tự làm. Không, cái này là của mẹ con đem từ Việt Nam qua cô. Ủa vậy hả? Quá ngon quá hả? À, mình bỏ tủ lạnh hả? Dạ. Bỏ gì đâu á. Mẹ của em giờ đâu rồi? Đâu rồi? Dạ mẹ em ở Việt Nam. Ủa qua đây rồi đem về rồi về rồi hả? Dạ qua đây chơi thôi. Hè vừa rồi là ba với mẹ với lại em trai em qua đây chơi. Rồi em là qua đây bằng diện gì? Dạ lúc đầu là diện du học. À du học hả? Ủa rồi cơ duyên nào mà hai mẹ con gặp nhau đó? Tại có hôm bữa là ảnh rủ qua nhà chơi với chị của ảnh. Em cũng không có nghĩ là gặp mẹ ảnh. Tại vì mẹ ảnh lúc đó đi làm chưa có về á. Đang ngồi nói chuyện chơi thì mẹ đi làm về. Cái gặp mẹ rồi chào rồi cười thôi. Chứ cũng không có nói gì nhiều. Rồi mẹ làm sao lần đầu tiên gặp con dâu thì thấy làm sao? Con dâu thì mới đầu gặp nó chút xíu mà nó xinh thì mình nghĩ là con trai mình dẫn về thì nghĩ là bạn bè chứ chưa nghĩ là con dâu. Là dâu gì hết. Cũng như là bạn đi tới chơi thì ok thôi. Thì quen bao lâu rồi mình mới em cưới? Dạ quen 3-4 tháng. Thôi. tình yêu sét đánh. Trời ơi. Mới có 3-4 tháng. Tại lúc mới mới gặp là cũng toàn là yêu rồi. Trời. Hai đứa nói thì đi ra ai cũng nói là cái đó cái khuôn mặt nó giống nhau. Kêu, ta kêu bằng tướng phu thê đó. Vậy nhiều khi tưởng hai anh em rồi cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ cũng được 2 năm rồi. Wow, 2 năm rồi. Tại vì hai đứa nó hợp tánh nhau, nó thích thì nó cưới thôi, đứa nào cũng vui vậy đó. Chị là có mấy đứa con tất cả? Hai đứa chị. Hai đứa. Là đứa trai với đứa gái này luôn. Dạ. Là hai đứa đều có gia đình hết rồi. Dạ. Bây giờ chị khỏe rồi còn gì nữa. Ngày đầu tiên về làm dâu thì sao? Dạ. Nó nói ủa ta con về nhà mẹ con có sợ không? cái trời con trả lời sao mà? Hả? Con trả lời sao? Nó bình thường thôi mẹ. Nó bình thường thôi mẹ. Vậy hả? À. Nhưng mà tâm lý em trước khi mà đi lấy chồng cũng sợ là tại vì coi mấy cái phim trên TV là mẹ gì? Chồng mẹ chồng sợ với vì là mẹ chồng nàng dâu gì này nọ sợ lắm chứ. Dạ. Mà ngày đầu tiên về làm dâu thì thấy mẹ chồng thì thấy ok hả? Dạ hết sợ chưa? Chồng thương. Dạ, mình chết luôn rồi. Sợ gì thì đó không ấy là nhiều khi gặp mấy người khó tính á nè. Không may mắn hai mẹ con á không hợp nhau cái chỗ nào và hợp giao nhau cái chỗ nào. Đúng ra không hợp mình cũng không biết cái gì mà không hợp. Yeah. Cứ hòa đồng với nhau mà mình thấy cái gì nó ấy quá thì mình cứ bỏ qua chút xíu hoặc là gì là mình thấy nó hợp. Chứ không có nghĩ là không hợp là cái gì hết. Nhưng mà hai mẹ con có thấy có hợp nhau ở điểm nào không? Hợp nhau vấn đề thời trang. Bé này bánh bèo. Bánh bèo. Chị bánh nó bèo. Nhìn là nó biết bánh bèo. Hồi đó em nói chị nghe nha, nó bận mấy áo. Trời ơi ba sao con mua mấy cái áo giống mẹ thích quá à. Lúc nào con mua cho mẹ cái như vậy đi. Nó có cái mẫu bánh bèo giống như mình, như bận áo thích bèo, thích cái này kia là cái mẫu bánh bèo. Nhưng mà cái sở thích những cái đồ là thời trang là giống nhau đúng không? Còn con thì sao? Con thì con cũng thích mặc đẹp mà con thấy mẹ con cũng thích mặc đẹp á. Thấy mẹ lúc nào đi mua quần áo á cũng hỏi phát cái này đẹp không, cái này đẹp không. Nó không giờ đứng nó nói ừ cái đó đẹp á mẹ, mà nó nói sao phải không? Nói làm sao? Có buồn nhất cơ đó. Con thấy cũng thường mà mẹ. Nhắc nữa vậy đó, con thấy đẹp thích cái đấy con cũng thường, con thấy cũng thường mà mẹ. Trời ơi. Không, cái đó con nói thiệt mà. Chứ không đẹp mẹ mua làm gì. Không, chứ không bao giờ con khen cái đó mẹ chọn là đẹp. Dạ, chưa có. Không, có khen mà. Cái nào có mà. Cái nào đẹp mới khen. Cái đẹp đó thì nó cái đó ok mẹ. Trời ơi, sao cắt cái thơm hay vậy? Dạ, hay thiệt hả cô? Không biết cắt cái thơm hay mới nha. Em là em không biết cắt cái thơm luôn á. Về đó thì nó đúng ra nó chưa có biết nấu. Cái sao từ từ nó thấy đúng ra là nó thích khẩu vị ăn uống. Con bé là nó thích ăn uống. Bữa nào nói đi ăn nhân khoa ở nhà em. Thì có mẹ đi ăn với mẹ. Thích ăn uống. Trời ơi, nghe đi ăn hả em nói hoài. Trời ơi, bé Pha này nó nghe đi ăn là mắt nó sáng lên. Vậy thành ra nó thích nấu.
lắm. Tức là nấu ngon để cho mình ăn. Vậy hả? Dạ. Cũng có lý ha. Đây, một tô bún riêu, wow, ngon không? Bây giờ mình ăn thử nha. Dạ, chị ăn thử đi. Xin mời em, mình bỏ rau vô nữa chứ. Bỏ rau nữa. Ôi, dĩa rau ngon quá nè. Rồi, xin mời, xin mời mời nha. Mời cô. Cho chị Thơ ăn thử ở nhà em nấu ngon. Ok, trời ơi, nghe cái mùi là thấy hấp dẫn rồi. Nãy giờ đang thèm cái chả cá nè. Đó, đúng rồi. Cô đúng vị ha. Chả cá ngon. Đúng rồi, ở Việt Nam đem qua có khá. Trời ơi, ngon quá. Nước ngon á. Cái này là dâu em nấu chứ em không biết chương biết nấu món này đâu nha. Tại vì cái món này là món Đà Nẵng. Em mà chỉ biết nấu bún riêu bình thường thôi. Ủa thường thường rồi hai mẹ con có hay ở nhà nấu ăn không? Thường không? Cũng có thì thỉnh thoảng. Mà thường thường là làm buổi tối. Ngày như là tối thì hay về làm đồ ăn cái món này món kia cái là mời mẹ thử. Dù mẹ thích cái gì á thì mẹ kêu ở pha hai nấu đó đi. Hoặc là thứ bảy thứ nhật á chị hai về chơi cái làm bò bít tết ăn. Coi như là khi mà chị đi làm thì con dâu ở nhà làm đồ ăn chờ mẹ về. Còn khi mà mẹ ở nhà thì hai mẹ con cùng làm đồ ăn luôn. Hai mẹ con thích nấu đồ ăn lắm. Trời ơi, vậy quá hạnh phúc rồi. Rồi còn có khi nào chồng phụ vô nấu ăn với lại mẹ không? Chồng là dọn dẹp. Chồng là phụ dọn dẹp. Là vợ nấu, chồng rửa chén. Vậy hả? Đúng rồi, phải vậy rồi. Bây giờ coi như là thay đồ đẹp đẽ rồi ha, giống mùa xuân y chang vậy. Thì trong 2 năm làm dâu thì có khi nào mình nhớ tới mẹ ruột của mình? Dạ có, nhớ mẹ tại vì bữa nay ở một mình cũng kiểu thiếu tình thương gia đình đó chị. Nhưng mà may là về nhà chồng cũng có anh chị, rồi có ba mẹ, cũng cảm giác như là gia đình gia của đình mình. Gia đình thứ hai của mình. Dạ. Tại vì mình sống mình quan niệm mình không có nghĩ là dâu gì hết trơn, nghĩ là nó con gái nó về nhà mình thì mình thương nó như con gái mình. Bây giờ nó còn nhỏ đó thì có những cái chuyện gì á thì mình chỉ mình biểu nó này kia thì nó đúng ra nó cũng ngoan, nó cũng nghe lời thành ra. Và cái gì mình cảm thấy dung hòa được thì mình dung hòa, mình cảm thấy nó thoải mái. Chứ ở Mỹ này chị biết rồi, nó rất là cô đơn, nó rất là ít người, thành ra mình cảm thấy cái gì mình thương được thì mình cứ thương thôi. Qua những lời mà chia sẻ của nó tự nhiên em cũng rất là cảm động. Rồi hai mẹ con có những cái kỷ niệm gì đáng nhớ không? Là hồi trước là lúc mà Kim chưa có về nhà chồng á, là em ở cách đây cũng 30 phút là đi học trên đó. Chồng là đi làm ở dưới khu người Việt, lúc đó anh còn làm dưới khu người Việt, là anh đi làm với mẹ ở dưới đó. Là ngày nào anh cũng chở mẹ xong rồi đi ngang qua nhà em luôn, chở em luôn. Lúc thì đi ăn đi uống, còn lúc thì về đây chơi với gia đình. Nên là hai mẹ con lúc đó là cũng có thời gian gắn bó nhiều, hay nói chuyện. Không, có lúc em biết hai đứa nó, con bé này thì nó đi học trẻ mà đi chơi. Thì cái anh này á, thì chắc cũng ghen hay gì, cũng không ấy, nó giận hờn, nó không chở, bữa nay không chở Pha về chơi. Cái nó, con ghé chở cho mẹ. Ghé chở bé Pha về cho mẹ. Một hai là bắt phải ghé chở bé Pha về cho em. Nghe lời lệnh, nghe lệnh chở bé Pha về mới quay lại chở. Kiểu như thương mà cũng thương cũng vậy chứ cũng làm bộ nói con chở gì mẹ nha. Có bao giờ hai vợ chồng gây lộn nhau rồi mét mẹ không? Con với chồng con thì không có gây lộn. Ý là không gây thì phải có gây, tại vì ai cũng gây, nhưng mà con với chồng con thì không có muốn ảnh hưởng đến mẹ, không muốn liên quan đến mẹ. Tự giải quyết. Nhưng mà có một cái này là con với chồng con mà giận nhau á là lúc nào cũng làm lành trước khi đi ngủ. Không có để ngủ xong rồi qua hôm sau giải quyết tiếp, là không, lúc nào cũng phải giải quyết cho ra lẹ xong rồi mới đi ngủ. Có lần hai đứa cãi nhau to quá, mẹ cũng nghe, xong rồi hai đứa cũng im, cái xong cái mẹ cũng khuyên bảo này nọ. Mẹ kêu là con với chồng con mỗi người nhịn một xíu thì hai vợ chồng mới yên ấm được. Thì em cũng giải thích là cũng như là mỗi đứa là một nhà, mỗi đứa là một tánh. Ví dụ tụi con quen nhau thì tụi con phải dung hòa với nhau. Đứa này lớn tiếng thì đứa kia nó nhịn chút xíu, rồi xong rồi nguội.
thì mình ngồi mình nói chuyện lại với nhau. Rồi cái em nhắn tin cho con trai em, rồi tiếp với Pha thì em nói chuyện với nó này kia. Qua lại rồi từ từ lúc này vui vẻ rồi bớt, nhưng mà hai đứa nó chút xíu à, nó hỏi chút xíu ủa về chưa nó rồi xong rồi mẹ ơi nó không có lâu thì cái lúc mà hai đứa nó cưới nhau á thì cái tuổi cũng còn rất là trẻ thì rồi. Chị có lo lắng không? Thì cái đó mình cũng lo, nhưng mà thôi mình làm cha làm mẹ thì mình cứ khuyên bảo rồi mình vun đắp cho tụi nó, mình lo lắng cho tụi nó. Mình lo được cái gì thì mình lo cho cái đó. Cái thực sự là em rất là thương bé Khoa. Nó nhiều khi nó về nó đem cái niềm vui rồi lại cho mình. Nhưng là có người có hữu hỷ trong nhà, hoặc là chăm sóc nhà cửa, hoặc là cái gì đó. Rồi có tính là chừng nào mới sinh em bé không? Đó, hỏi em gì anh Vũ nó Pha xanh đi mà cho 5.000. Nuôi con mà còn cho 5.000. Rồi con nói sao? Thì con nói sao? Dạ, con nói là tại vì giờ còn trẻ quá, con tính 2 năm nữa mới đẻ con. Nói đẻ đi rồi mẹ giữ cho tẩy thì đúng rồi, lúc này hai giữ mẹ đâu có gì đâu, đâu có gì đó áp lực. Nó năn nỉ thôi. Làm sao con nghĩ sao mẹ nói vậy? Chưa muốn hả? Trời đất, 2 năm nữa đi. 2 năm nữa đi. Rồi 2 năm nữa mẹ già rồi. Đó, bây giờ mẹ còn sức khỏe nè. Mình sanh lúc mà mình còn trẻ thì lúc đó mình còn sức khỏe nhiều. Mình lấy lại cái sức khỏe của mình nhanh hơn là lúc mình để mình lớn tuổi á. Chồng của con có thích em bé không? Con nghĩ là chồng con cũng giống như con, tại nghĩ hai đứa còn trẻ cũng chưa ổn định gì nên là. Nhưng mà cứ thử đi. Dạ. Trời sinh do sinh cỏ, con là trời cho. Dạ, mà nhiều lúc mình muốn mình không muốn. Đúng rồi. Nhưng mà lúc mình muốn thì lỡ nó dạ. Nó không được sao, dạ, cho nên mình cứ để tự nhiên. Trời ơi, em nghĩ em nói trời phai con mà sanh con ra chắc nội ngoại rồi cưng dữ lắm luôn á Pha ơi. Tại vì bên mẹ bé Pha chỉ có mình bé Pha thôi, con gái thôi. Bên đây mình chỉ có thằng trai thôi. Trời, chưa có bên nào có cháu hết. Trời ơi, sanh ra như cục vàng. Sanh ra như cục vàng luôn mà nói em Vũ như vậy. Thôi kệ, sanh cho mẹ đứa đi cho nó nhà cửa nó vui vẻ. Chứ có mẹ lo cũng đỡ, không có sợ. Rồi bây giờ có nhớ còn một cái kỷ niệm nào không sâu sắc? Em đến nói em có lần á, em nói thôi để mình đổi chỗ làm này kia, em lên nhà của chị hai ở. Cái xong thay vì ở nhà có một mình à, thì thôi nó thôi mẹ được cứ đi, mẹ bỏ mẹ đi ở nhà buồn này kia. Cái xong cái nói pha vậy luôn pha, ủa vậy chuyện này mẹ đi vậy mẹ? Đó, tự nhiên em nói sao? Ủa, con muốn mẹ đi, đi hả? Không, tại lúc đó mẹ nói nghiêm túc lắm. Tại hồi trước là mẹ cũng tính đổi mấy lần rồi. Nhưng mà em mấy lần trước thì con biết là mẹ nói kiểu nói lẫy. Nhưng mà lần này mẹ tính rất là kiểu có kế hoạch luôn á. Tưởng thiệt. Con tưởng thiệt. Con mới hỏi là chuyện nào mẹ đi. Đi. Tại vì nếu mà đi thì cũng hợp lý. Nếu mà ba với mẹ ở dưới đó thì hai người đi làm chung rồi khu người Việt cũng dễ hơn. Nói chung là ở Mỹ thực sự là cuộc sống rất là bận rộn và ai cũng dành thời gian để đi làm hoặc đi học, nên thực sự thời gian mà gặp nhau cũng rất là ít. Mẹ mình á với vợ mình á thì nói chung hai người cũng rất là hòa thuận và hạnh phúc. Nhưng mà từ lúc mà đến giờ gần 2 năm mấy 3 năm thì chỉ có một chuyện là đợt đó mẹ mình ở chỗ làm có những cái không vui ở chỗ làm thì hay nói giỏi là thôi mẹ không làm đây nữa. Tại mẹ mình kiểu là cũng nhạy cảm lắm, hơi suy nghĩ mà nó hơi quá chút xíu. Thì mẹ mình kêu vợ mình nghe nó nói chuyện riêng. Xong rồi cái vợ mình tự nhiên cái trước giờ hai mẹ con đang hòa thuận, vợ mình nhắn tin cho mình nói trời, tự nhiên mẹ kêu em ngăn nói chuyện riêng, em chỉ hỏi yên tâm em đâu có biết gì đâu. Mẹ la em quá trời, làm nghiêm trọng lắm. Thì mình nói mình đang đi làm, mình cũng chả biết làm gì hết, thôi mình kệ hai người luôn. Nói chung mình nói vợ mình là mẹ đang tinh thần không tốt không vui thì em cứ dỗ mẹ đi. Thì vợ mình cũng vuốt mẹ xuống. Xong rồi cái chừng tiếng sau thôi, cái hai người ra kéo ra nói chuyện riêng làm quề. Thì nói chung gia đình mình nói chung là nó rất là hòa thuận và vui vẻ. Tại ở Mỹ mà thì người Việt nữa, mà khuôn ít người Việt nữa, ai cũng san sẻ với nhau chút xíu, chia sẻ với nhau. Chứ mẹ mình cũng coi vợ mình như là con gái trong nhà luôn chứ. Chứ chắc nhiều khi mình muốn hai người thân á, nói chuyện kiểu cũng khùng điên điên á, cho hai người cùng nhau la mình, hai người gần nhau hơn. Rồi, sao cảm xúc khi mà chị coi cái clip này của con trai của chị? Dạ,
thì mà thấy nó nói được những cái chuyện mà nó biết mẹ rồi như vậy đó, thì mình cũng cảm thấy hạnh phúc là con trai mình nó cũng có hiểu mình. Mình cũng có một mình nó thôi, những cái tình thương gì đó thì mình dành cho hai vợ chồng nó. Nhưng mình cầu mong cho tụi nó sống hòa thuận, vui vẻ, hạnh phúc là mình cảm thấy vui rồi. Trời khóc vậy mẹ. Rồi cảm xúc của con thì sao? Con cũng thấy chồng con biết suy nghĩ, giống như là ảnh điều con không thích là tại vì sao phải làm điều hùng riêng để cho hai mẹ con cùng nhau chửi ảnh làm gì. Nói chung là mình còn cách khác, nhưng mà tại vì ảnh cũng thương hai mẹ con nên là cũng ảnh mới vậy. Nhiều khi nó cà rỡn lắm. Nếu vậy cũng tốt chứ, tại vì dù sao trong nhà cũng có người chọc để có những cái tiếng cười thì cũng rất là tốt. Người đàn ông mà có mẹ và có vợ đứng ở giữa rất là khó xử. Một bên là hiếu, một bên là tình. Dạ đúng rồi. Thì không có biết là chọn bên nào. Cho nên quan trọng là người vợ và người mẹ phải thương cái người con trai đó và hòa thuận với nhau, thì người ở giữa rất là hạnh phúc. Đúng rồi. Thì bây giờ chị muốn con dâu của chị thay đổi điều gì? Nó đúng ra nó cũng ngoan, lễ phép, cái gì cũng ok hết. Nhưng mà nó còn nhỏ thì chưa biết chăm sóc nhà cửa hoặc là chăm sóc cho cuộc sống của hai vợ chồng, nó đúng ra đập phòng của người kia. Thì đôi lúc mẹ cũng theo dõi đồ dọn dẹp này kia, thì yêu cầu ví dụ như con đi làm về thì khi nào rảnh á thì con dọn dẹp phòng, dọn dẹp nhà cửa phụ với mẹ cho nó sạch sẽ ngăn nắp. Và còn với đối nói thì em không có chuyện gì hết, chỉ muốn nó cứ vậy hoài thôi. Nó cũng là niềm vui của em, là ví dụ như cái cách nó nói chuyện, cách xử sự cũng rất là khéo, cũng rất là biết cách xử sự. Nhưng mà tại vì còn nhỏ quá, thành ra cái chăm sóc một cái gia đình thì chưa được. Còn cũng lúc này cũng giỏi là tập nấu ăn, tập làm này làm kia, mẹ yêu cầu gì thì làm cái đó. Chẳng hạn như Tết rồi nó con làm thịt heo quay cúng rồi đây kia thì cũng nghe lời, cũng nghe lời làm. Với một điều nữa là đẻ em bé. Đẻ em bé nữa, đúng rồi, nhà chị em cái tay đổi. Với lại đi qua cái chương trình này thì em cũng xin cảm ơn anh Xui, chị Xui là đã có công mà nuôi dưỡng cho em một đứa con gái, một đứa con dâu như vậy. Thì qua chương trình này em cũng xin cảm ơn gia đình. Con thì con chỉ muốn mẹ bây giờ thương rồi, nhưng mà con muốn ngày càng thương hơn con hơn. Thương gì giờ cho 5.000 cũng chịu, cho 5.000 quá à. Vậy mới tăng giá đi. Vậy cũng được. Thì giờ mẹ chỉ mong muốn cuộc sống của gia đình mình là vậy hoài thôi. Mẹ con là vui vẻ với nhau, hòa thuận. Thì qua cái câu chuyện của gia đình mình thì Cam Thơ cảm thấy rất là vui và cũng thấy là rất là hạnh phúc được tiếp xúc với một gia đình mẹ chồng rất là thoải mái, thoáng mà vui vẻ, dễ tánh. Con dâu thì rất là dễ thương, tuy là rất là nhỏ tuổi nhưng mà cũng có những cái suy nghĩ với người lớn. Mặc dù là con là bằng tuổi con gái của cô mà con gái của cô chưa có bồ luôn, chưa bao giờ có bồ sao nó lấy chồng được. Và em cũng mong rằng là gia đình mình sẽ mãi mãi được như vậy. Dạ, rồi, cảm ơn chị Thơ. Và chương trình của chúng ta đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.